Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ Kiện Vệ Sinh và tiếp tục với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9. Thì hôm nay mình xin phép được giới thiệu các bạn là một mẫu sản phẩm ướp lưng mới đến từ thương hiệu Memomi sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9. Và chiếc ướp lưng này thì phần bên ngoài có ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và mã chất để mình phân biệt được hàng chính hãng. Và hiện tại thì shop có 4 màu: màu đen, màu xanh, màu trắng và màu xám. Mình sẽ gửi chiếc màu xanh trước để giới thiệu chi tiết của chiếc ướp lưng đến với các bạn. Đây các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ướp lưng. Và với thiết kế phần bên ngoài được làm bằng nhựa và kiểu rất là đẹp, khi mình cầm lên có cảm giác rất là thoải mái và vừa tay. Và với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy như là nút ngon, camera, đèn LED, chuôi sạc, chuôi tai nghe, nút âm lượng, volume. Từng bộ phận rất là phù hợp với máy. Và điều đặc biệt là chiếc lưng này được thiết kế khung sườn và 4 khía cạnh, đặc biệt là 4 góc ôm sát chiếc điện thoại của mình, sẽ bảo vệ tối đa chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy. Một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9. Và mình xin phép được gỡ chiếc màu trắng ra để giới thiệu đến các bạn. Đây là một sản phẩm rất là mới được thiết kế dành riêng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9. Và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ướp lưng sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 đến từ thương hiệu Memomi. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụkienvesinh.com hoặc số điện thoại 0942 385 839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Vệ Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.